Hello, mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm mực xào ớt chuông nha các bạn. Đây là mực mình đã mua về mình sạch rửa qua gừng với rượu rồi các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị mình ướp nha các bạn. Mình cho ớt vô mực, cho gừng băm vô luôn. Rồi mình cho gia vị vào. Mình cho một tí hạt nêm ít thôi nha các bạn. Tại vì mình không biết mực này nó có mặn hay không, mình cho ít thôi. Với một miếng hạt nêm và một muỗng dầu hào luôn nha các bạn. Rồi với mình cho một muỗng sa tế vô luôn, hai muỗng đi các bạn, cái muỗng này nhỏ quá. Rồi mình trộn đều lên rồi mình xào nha các bạn. Mình trộn đều lên, mình ướp đây khoảng 15 phút nha các bạn. 15 phút rồi bắt đầu mình đi xào cho nó thấm gia vị vô cái con mực rồi mình đi xào. Rồi xong rồi đó các bạn. Đó, mình cho dầu vô chảo, mình cho miếng dầu của màu sa tế luôn các bạn. Rồi mình cho hành với gừng vô xào lên cho nó thơm. Rồi mình xào vậy được rồi, mình cho mực vô luôn các bạn. Xào mực nãy giờ, bây giờ mình cho cái phần ớt chuông vô trước nha các bạn, còn cái phần hành tây thì mình cho vô sau. Hành tây đó mình cho, hành tây nó cũng là chín lắm các bạn, mình cho vô sau. Rồi vô cái mình đảo qua đảo lại là mình tắt bếp được rồi đó các bạn. Còn cái phần ớt này thì mình là cho hơi lâu tí cho nó chín rồi. Ớt nó đã chín rồi vậy, giờ mình cho hành vô. Cho hành chích tí xíu, sôi tí xíu là nó chín nha các bạn. Rồi mình cho cái phần hành lá vô các bạn. Rồi cái phần mực của mình xào như vậy là chín rồi các bạn, mình tắt bếp rồi mình có thể múc ra là dùng được rồi nha các bạn. Rồi mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Các bạn xem video của mình hay hay thì bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn kế tiếp. Bye bye.